trước thì cô sẽ hướng dẫn mấy bạn là hướng dẫn các bạn vẽ cái thân sau và cái tay áo. Cái chỗ dài áo của thân sau tôi sẽ vẽ theo cái chiều dài, tôi sẽ giống cái đường mà chiều dài để tôi vẽ từ dưới lên trên á, để mình đo được cái vị trí cái xương. Cái này tôi chỉ là vẽ cái đường giống qua thôi, để nối mấy cái đường này lại. Nói mấy điểm này giống như là thay vì mình vẽ chỗ này thì cái đường này của mình sẽ là cái đường gập đôi trên vải đó. Rồi cái đường thân sau này của mình sẽ là đường gập đôi. Dài áo của thân sau của mình á, dài áo sẽ bằng số đo cộng cho 1 cm. 1 cm này hồi nãy là cái chòm vai của mình đó. 60 1 là 61. Tôi vẽ hai cái vòng nách quay về nhau để cho mấy bạn đây là điểm A, A phẩy thì hồi nãy của mình là A, B rồi. Rồi mình cũng vẽ vào cổ. Vào cổ của mình là 1/5 cổ cộng cho 1. Vào cổ thân sau bằng hạ cổ thân trước đó. Là từ điểm A phẩy này nè qua tới cái điểm C phẩy này là 1/5 cổ cộng 1. Hạ cổ sẽ bằng 1/10 cổ trừ cho 1 cm. Nãy của mình cái cổ của mình là 3.36 là 3.6 trừ cho 1/2.6. Rồi mình sẽ vẽ cái vòng cổ cũng chia đôi giống như cái thân trước để cho nó dễ vẽ cái chỗ này. Và nhớ là cái phần này nằm đừng có vẽ xéo ra như vậy mà phải vẽ nó sao cho nó hơi vuông ngang ha. Rồi ngang vai của mình là từ điểm A phẩy nè qua điểm E phẩy sẽ bằng 1/2 vai cộng 0.5 cm, nghĩa là từ điểm này nãy vai của mình là 36 là 18 cộng 0.5 là 18.5. Thank you.
Đây là điểm E của mình. Rồi, cái hạ xuôi vai của cái thân sau của mình á, nó khác cái thân trước một chút xíu, là hạ xuôi vai từ điểm E vẽ vuông góc xuống nè. E phẩy đi. F phẩy sẽ bằng là 1 phần 10 vai thôi. Ở thân trước á thì mình hơi chồm xuống xíu là mình cộng thêm 0.5. 3.6 nha. Là đây được điểm F phẩy. Rồi được cái sườn vai. Rồi cái hạ nách của mình một, từ điểm F này nè. Sẽ là 1 phần. Để tôi vẽ xích ra cái đường này chút xíu để tôi giống kích thước mấy bạn lát nữa. Nó không có đường. Một phần hai vòng nách cộng hai lần chòm vai, hai nhân chòm vai. Chòm vai của mình ở đây là 1 xăng, hồi nãy thì hai lần là nó 2 xăng. Vòng nách của mình là 17 với hai là 19, thì từ đây xuống đây là mình 19. Nếu mấy bạn vẽ đúng thì mấy bạn sẽ soi, mấy bạn sẽ thấy là cái đường nếu mấy bạn vẽ đúng thì mấy bạn sẽ thấy hai cái dòng nách này nè, nó bằng nhau, là cái đường sườn ở dưới của mình nó sẽ bằng nhau nha. Rồi F1' của mình á là cái điểm cắt từ điểm F xuống nè. Rồi vào nách của mình F2' sẽ bằng từ 1 cho đến 1.5 xăng. Rồi tôi sẽ nối từ điểm F' xuống đây là điểm vào nắp. Ngang ngực của mình đây là điểm G phẩy. Ngang ngực G 1' sẽ bằng 1/4 ngực cộng cho 1 đến 2 xăng. Hay các bạn nhớ cái công thức thân trước là ngang ngực á, thì mình lấy cái ngang ngực thân trước mình vẽ được nhiêu mình trừ 1 cũng được. Rồi đây là điểm G 1'. Cái đoạn F' đến F2' nè, mình cũng chia đôi ra và mình vẽ. Nói tới đây, đoạn này cũng chia đôi. Vẽ cái vòng nách của mình á, vòng nách của mình là mình vẽ qua cái điểm chia đôi này. Ở thân trước thì nó có độ cong vô, thân sau mấy bạn không cần vẽ cong vô cũng được. Rồi tiếp theo, cái hạ eo thân trước bao nhiêu thì hạ eo thân sau mình cũng hạ bấy nhiêu ha. Hạ eo thân sau của mình cũng từ 13 cho đến 15 xăng. Rồi cái ngang eo của mình, ngang eo của mình sẽ bằng ngang ngực, ngang ngực của thân sau nha, trừ cho 1.5 đến 2 xăng, cũng giống như thân trước. Thân trước mình trừ bao nhiêu thì thân sau của mình trừ bấy nhiêu. Còn 20.5. Rồi mình cũng nói đây. Và ngang mông của mình, ngang mông sẽ bằng 1/4 mông cộng từ 1 đến 2 xăng.
Và các bạn cũng giảm sườn lên đây 1 xăng nha cô. Cái eo mình cũng đánh lượng giống như cái thân trước ha. Và nhớ là ngang cái vị trí cái eo này nè mấy bạn, nên đánh cho nó mướt lại, đừng để nó bị gắt. Rồi, đoạn này cũng chia 1/3, xéo lên và đánh cong nha, 0.5. Và cái lai của mình, và nhớ là cái đường này là đường gạch đâu nha mấy bạn. Cái lai của mình xuống đây cũng 2 xăng giống như cái thân trước thôi. Cái đây là tôi vẽ cái phần lai luôn, nghĩa là mấy bạn chỉ chừa mấy cái đường thành phẩm ở trên, ở dưới này là cái lai mình đã cắt cái đường mai rồi. Đây là cái lai của mình là 2 xăng. Thân trước chừa nhiêu thì thân sau chừa bấy nhiêu nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ vẽ cái bên của thân sau. Thì mình sẽ chia đôi cái ngang eo. Ngang eo của mình bao nhiêu thì mình chia đôi ra. Chia đôi cái ngang eo ra và vẽ cái đường song song với cái đường gặp đôi của mình. Và mình cũng hạ cái bên của mình xuống từ 1 cho đến 1.5. Cái bên này mình nhắn nhỏ thôi là 1 xăng. Rồi, từ cái hạ ngực nè, mình đo xuống từ 2 cho đến 4 xăng tùy mấy bạn nha. Tôi thường là tôi làm 2 xăng, xuống đây 2 xăng. Và cái chỗ đường này xuống từ eo đi xuống cũng là từ 16 đến 18 xăng. Cái thân sau của mình là chỉ vẽ cái phần bên của mình nó xéo, mình chỉ nhấn theo cái độ xéo thôi, mình không cần phải đánh cong. Đó là hiện tại tôi đã hướng dẫn cho các bạn làm được cái phần thân trước và thân sau. Và thân mấy bạn vẽ nên nhớ là cái phần mà mình để cái lai bên tay trái, cái cổ bên tay phải thì nó thuận tay của mình hơn. Đây là cái thân trước thân sau ha. Tiếp theo tôi sẽ qua hướng dẫn cái phần tay áo cho mấy bạn. Tay áo bây giờ tôi sẽ vẽ một đường thẳng để chia đôi cái nách, cái vòng nách ra đó. Vẽ một đường thẳng. Thường tôi nói điểm như thế này để cho dễ. Mình sẽ tính cái dài tay. Ở đây mình cũng nhớ là chừa lên 1 xăng đường mai ha. Rồi mình hãy tính cái đường dài tay nha. Dài tay của mình sẽ bằng số đo. Bằng số đo trừ cho mang sét. Mang sét hay còn gọi là cái bắt tay đó. Bây giờ số đo của tôi là 50 thì tôi vẽ cái này là 45, tôi trừ cái mang sét của tôi 5 xăng.
là từ A tới C. A đến C là 1/2 vòng nách. Vòng nách của tôi là 34, thì cái này là 17. Điểm C. Rồi, hạ nách của cái thân của cái tay của tôi á sẽ công thức là 1/10 ngực cộng từ 2 cho đến 3 xăng. Và cái ngực của mình hồi nãy là 80. 80 chia 10 là được 8 nè. Cộng 2 sẽ là 10. Vẽ một đường song song với AC. Rồi, cái này là nửa thân trước và nửa thân xa, tay trước và tay sau ha. Điểm này điểm C. Mình giống cái khung cái tay của mình. Rồi, từ điểm A nè, cái này là tay trước nha, cái này tay sau, nghĩa là mình sẽ nói cái nào thân sau là của thân sau, cái nào tay trước là của thân trước. Từ điểm A nè ra mỗi bên 2 xăng, mình nói cái đường này xuống đây, điểm này là điểm D, cái này D7 đi ha. Chỗ tay sau, cái đoạn này mấy bạn chia làm đôi, còn cái đoạn này thì mình tay trước thì mình chia làm 3 phần bằng nhau. Điểm 1/3 của tay trước á, thì mình ra khoảng 1,5 xăng. Điểm 1/2 này nè là đường nối, đoạn này chia đôi ra nè, phần này ra là 1 xăng, phần này vô công vô là 0,5 xăng. Cái đoạn này chia đôi, cái phần 1/3 này ra là đánh vô là 0,5 xăng. Và khi mình đánh qua cái đường này nè, đánh sao cho cái nắp của mình nó tròn đều ha. Rồi, sau đây là cái phần cửa tay của mình. Cửa tay của mình sẽ bằng 1/2 cửa tay cộng từ 1 cho đến 3 xăng. 1 xăng ở đây là cái cử động. Từ 3 xăng đến khoảng 3 xăng là mình sẽ có cộng thêm cái ly. Nếu mình cộng ly á, ví dụ như cửa tay của tôi 1/2 cửa tay là 11, tôi cộng 1 xăng cử động cộng thêm 1 xăng ly nữa là tổng cộng là nó ra 13 xăng. Đặt nếu như có ly không có ly, hiện tại tôi sẽ vẽ không ly, không ly là chỉ có 12 thôi ha. Này là cái ly ha, còn này là cử động. Còn nếu mấy bạn đo mà mấy bạn đã cộng cử động rồi thì mình không cộng cái 1 xăng này. Rồi nói từ điểm D xuống đây, ta được cái sườn tay.
thì mấy bạn chỉ cần đánh cong lên, giảm cái sườn tay lên là 0.5 ly cho cô thôi. Và từ điểm giữa là mình vẽ lơi ra từ từ lên. Cái sườn tay này nè, thường là người ta sẽ đánh giảm vô, chia đôi cái đoạn này ra và đánh giảm cong vô khoảng 0.5 ly. Giảm vô khoảng 0.5. Đây là phần tay. Và khi mấy bạn vẽ cái tay xong, mấy bạn đo cho cô cái phần nắp tay này nè, để mình kiểm tra coi cái nắp tay của mình. So với cái vòng nắp trên thân, nó có bằng nhau hay không? Rồi. Nếu như mà các bạn đo mà thấy nó không bằng á, thì mình sẽ, nếu nó hụt thì mình sẽ hạ cái nắp xuống một chút xíu, và cái phần ngang nắp này mình sẽ cho nó ra thêm chút xíu nha, tùy cái độ gia giảm của mình. Và khi mà mấy bạn đo hai cái vòng nắp này nó bằng nhau, hoặc là nó thường áo nữ thì nó dư ra khoảng 2 cm thì nó vừa. Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn làm cái bâu áo. Khi bạn đo cái bâu áo nè, cái cổ trước nè, mình sẽ đo luôn ra cả cái phần mà đường cài nút nha. Khi mấy bạn đo cái vòng cổ thân sau cộng cái vòng nửa vòng cổ thân trước á, mấy bạn sẽ vẽ cái khung này nè, cái đường này sẽ là đường gặp đôi. Cái bảng của chân cổ của mình là khoảng từ 2.5 đến 3 cm. 2.5 cho đến 3 cm. Rồi, đoạn này mình sẽ làm 1/2 vòng cổ trên thân. Nghĩa là cái vòng cổ hồi nãy mình đo luôn, tính luôn cả cái đường cài nút luôn đó. Là bao nhiêu thì mình tính ra bấy nhiêu. Rồi, từ điểm, bây giờ tôi cho điểm A, B, C, D. Điểm B này đo xuống 1 cm. Điểm C này xuống 1 cm. Chia đôi đoạn AB nè. Chia đôi đoạn DC nè. Từ điểm C đi vô 0.7. Để mình làm độ xéo cái đầu bâu á. Nói tới điểm B nè. Và khi mấy bạn vẽ, mấy bạn vuốt mấy cái góc này cho tôi. Rồi, cái đầu chân bao của mình,
các bạn đánh tròn theo đều xéo của cái đầu bông. Rồi từ điểm A B, A B sẽ bằng 1/2 vòng cổ trên thân. Cái này có thể là mấy bạn may xong cái nẹp rồi á, mấy bạn hãy đo cái vòng cổ này thì nó chính xác hơn. Rồi từ điểm C nè, đây là điểm C ha, đầu bông này tôi vô là khoảng 2 cm rưỡi, 2 đến 2 rưỡi ha. Lấy dấu chỗ này để nữa mình lấy cái lá bâu, cái đầu lá bâu á. Tôi cho nó khoảng ra chút xíu để tôi vẽ cái lá bâu cho nó dễ. Rồi. Cái lá bâu là điểm này A' nè. B'. AB nè. Cái đoạn này là các bạn 4 cm. Nếu như mấy bạn muốn làm bảng bự hơn thì mấy bạn có thể cộng hơn. Thường á là cái lá bâu nó lớn hơn chân bâu 1 cm để cho cái lá bâu nó che được cái chân bâu. Rồi từ điểm B' xuống đây 1 cm. Từ điểm C' lên đây 1 cm, nghĩa là từ B' lên đây là 5 cm đó. Lên đây 1 cm nè. Rồi từ điểm này đi ra đây 1 cm nữa là điểm, giờ tôi cho điểm này C1 đấy ha. Nối từ C1 đến B1 là ta được cái độ nhọn của lá bâu nha. Mấy cái đoạn này mình sẽ chia đôi ra. Các bạn sẽ đánh cong cái đường này, cong vô khoảng 0.2, 0.3 ly thôi. Rồi cái đường trên này mình cũng đánh cong. Rồi đây là cái thành phẩm của cái mình, cái lá bâu. Và khi mà mấy bạn vào cái chân bâu á, thì cái đoạn này nè, cái đầu của lá bâu với cái chân bâu nó hai sao cho cái khoảng hai đầu bâu này nó phải đều nhau. Đây là cái phần vẽ cái bâu áo. Rồi tôi sẽ vẽ thêm cái cuối cùng nữa là cái bắp tay. Tôi sẽ phân bố trên một đường một chiều như thế này để mấy bạn biết là cái phần canh sợi của mình sẽ canh sợi theo cái chiều của cái thân luôn. Ví dụ đây là cái biên vải thì tất cả những chi tiết nãy giờ tôi hướng dẫn đều canh sợi theo cái biên vải như vậy. Nãy cái bắp tay của mình là 5 cm và cổ tay của mình là 22. Thì cái thành phẩm của tôi, nếu cổ tay này tôi chưa cộng cử động, hồi nãy tôi cộng cử động nó ra là 24, thì nghĩa là cái cửa tay này nè, mình sẽ đo xem theo cái thành phẩm của cái phần tay áo mình vẽ. Nãy mình vẽ ra mình cộng luôn cử động là nó 24. Rồi cái bắp tay của mình nha, thì mình sẽ vẽ vuông như thế này. Nếu như có mấy bạn muốn vẽ vạt gốc thì cái đoạn này nè, mình vô đây là khoảng 1 đến 1 rưỡi, rồi mình vẽ vạt gốc thôi. Cho nó đều. Và cái đoạn này sẽ là bằng cái cửa tay nha. Cái khoảng cao của mình hồi nãy, cái phần cao của cái cửa tay của mình hồi nãy là từ đây tới đây là
của mình 5 xăng. Hồi nãy tôi trừ 5 xăng thì cái cửa tay này là 5 xăng. Người ta có thể làm cái bắp tay này là nó cao 5, 7 hoặc 10 xăng tùy vào cái người thiết kế muốn cho nó cái bản này nó bự nhỏ. Còn nếu như mấy bạn muốn vẽ cong á thì cái đường này mình đánh tròn thôi. Nha, mấy bạn vẽ đường này đánh tròn thôi. Hai bên. Và mấy bạn chừa cái đường may nè. Đối với cái tay thì cái sườn của cái áo mình chừa bao nhiêu, sườn của mình là chừa cái áo, ví dụ áo chừa 1.5 á, hoặc là cái thân chừa 1.5 á, thì cái sườn tay của mình cũng chừa giống nhau nha, giống như cái sườn. Cái vòng nách cũng vậy, vòng nách cái thân chừa bao nhiêu, ví dụ như cái vòng nách thân chừa 0.7 thì mình cũng chừa này 0.7, còn nếu chừa 1 thì là 1 xăng nha. 0.7 đến 1, hai cái này nó giống nhau. Rồi cái này nhớ là cái nào phía trước, cái nào phía sau, phía trước thì nó cong hơn nha. Rồi cái cửa tay này mình cũng chừa như vậy, chừa này nè. Nếu mình không muốn gọt đó, thì mình sẽ chừa cửa tay của mình là 0.7 xăng, hoặc là chừa 1 đều cũng được. Cái chỗ cửa tay của trên cái tay này mình chừa 1 xăng, thì cái chỗ phía dưới này mình cũng phải chừa 1 xăng nha. Xung quanh này thì mình chừa, ví dụ ở trên này chừa 0.7 thì ở đây chừa 0.7 hết. Rồi cái bao áo và cái chân bao cũng vậy nha. Cái bao áo nè, xung quanh này là chừa 0.5 cho đến 1 xăng. Đoạn trên này là cũng 0.5 cho đến 1 xăng. Nghĩa là cái lá bao chừa bao nhiêu thì chân bao cũng chừa bấy nhiêu. Và cái chân bao này nè, vô cái dòng cổ ở dưới chừa 0.7 cho đến 1 xăng thì mình cũng phải chừa bằng với cái dòng cổ. Rồi. Và khi mấy bạn canh sợi thì tất cả những cái đường này nè, tôi sẽ vẽ cái đường canh sợi của mình. Canh sợi là cái ký hiệu mũi tên hai đầu, nửa mũi tên hai đầu ha. Đường canh sợi của mình là cái đường song song với cái biên giải. Thì hồi nãy giờ là tôi đang hướng dẫn mấy bạn vẽ tất cả những chi tiết này đều canh sợi song song theo biên giải. Và cái tay của mình cũng vậy, mình sẽ canh theo cái đường giữa của cái thân áo đó, giữa của cái tay áo đó. Rồi cái bắp tay này cũng vậy, và cũng tùy vào yêu cầu của khách hàng ha. Nếu như khách hàng muốn mình canh ngang thì mình canh ngang lại thôi. Bài học của mình hôm nay đến đây là kết thúc, và cái phần này là mình sẽ thiết kế. Nếu như mấy bạn muốn làm cái thêm cái phần ban ngực gì đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở video sau. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.